Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Huy of Family Cuộc Sống Mỹ. Tối nay là tối cuối cùng của chú Bình với Tiến Phượng ở Florida. Tối nay là tối chia tay đó. Thì Ngọc có order những món đồ ăn như sau: hải sản xào trong tổ yến. Nè, này giống tổ yến không? Tổ chim. Tổ chim. Rồi, đây là vịt quay, món vịt quay mà ngon. Đây là món tôm hùm cũng ngon luôn, hồi bữa ăn rồi đó. Còn cái này là hình như là mực xào thì phải. Mực chiên. Còn này là nguyên một con cá luôn. Cá hấp. Hôm nay có chú Dũng, có chú Duy Thiếm, có Ngọc. Sao mấy giờ mấy ngày qua chú ở với con, chú thấy như thế nào? Thấy tính tình con ra sao? Tính tình quá tuyệt vời. Nói chung mấy ngày đây mình qua với cháu Ngọc đó các bạn. Mục đích là chú cháu cũng rất là bận rộn, phụ cháu cái này cái kia. Nhưng mà cháu cũng dành thời gian đưa hai chú cô chú đi chơi đây đó, được thăm thành phố biển nè, rồi đi vòng vòng đến thăm những người bạn thân nè. Hôm nay có Dũng đây đó, sẵn dịp vậy rồi mấy anh em ăn uống rồi chia tay. Vì anh Dũng ở cách đây là 40 phút chạy xe, cho nên vợ anh Dũng phải quản lý về vấn đề về tiền tùng đó, nên tối hôm nay không có vợ anh Dũng. Nhưng mà trong tương lai thì anh em chắc có lẽ là chạy tới chạy lui nhiều hơn. Mình thì cũng rất là thích thú ở Florida này. Thứ nhất về khí hậu, thứ hai nữa có điều kiện hơn, mình có bạn bè ở đây, rồi cháu mình có cơ ngơi ở đây. Chắc có lẽ có dịp như vậy thì Bình Huỳnh và vợ chồng Huỳnh chạy tới chạy lui với các cháu cho vui. Rồi như các bạn thấy xem trong cái video của Bình Huỳnh đó, mấy chú cháu chạy đi tung tăng đi xem mấy cái khẩm đồ ở đây để chú cháu coi thế nào. Có nhiều các bạn comment nói là sao chú mua single house mà lại chú lại lựa cái condo. Vì condo là cái mục đích của hai vợ chồng đó các bạn, là mình muốn mua cái để mà nghỉ ngơi đó, chạy qua chạy lại có cái chỗ ở, phải không con? Thì trong tương lai thì mình cứ tính cái đó cái đã. Nhưng mà các bạn biết tùy theo duyên nữa. Thực chất mà nói coi một vài căn condo rồi mà mình thấy hai vợ chồng cũng có chưa lý mấy con ha. Rồi tiếp tục để coi xem sao. Rồi nếu mà condo mà hai vợ chồng mà không có duyên với condo thì chắc có lẽ cũng kiếm một cái single house nhỏ nhỏ để mình có cái chỗ chạy tới chạy lui qua cái xứ ấm này để trốn mùa lạnh bên kia. Đó là hai vợ chồng là và cháu của mình lên ý tưởng như vậy đó các bạn. Nhưng mà trong tương lai thì các bạn sẽ tiếp tục đón xem cái hành trình của vợ chồng Bình Huỳnh cũng như là cháu Ngọc ở đây. Dạ. Ok, hy vọng để coi như sao. Ngồi ở đây mát chứ à? Ngồi mát quá. Mát như máy lạnh luôn. Rồi bác gái ra kìa. Ok, con mời bác gái ngồi. Chà, đem thuốc rau lan ra. Đó, đem thuốc rau lan theo luôn. Rau lan đó là mua trên Cụ Chính đúng không? Đúng rồi. Đùi chạy chạy vô. Đúng rồi, có rau ăn cho là. Đó, đây rau lan mua ở bên nhà Cụ Chính nè. Ôi trời ơi. Cho anh mừng cái bụng cho đó bà xã. Đây hả? Dũng ơi. Đó, cái này con cá nè Thím nè. Con cá. Cá hấp. Cá lưỡi châu. Cá lưỡi châu hấp. Nay lừa hồi đẩy bác cá thêm món vịt thêm lần nữa ha. Ủa cái này là nước sốt gì ta? Sốt gì bác cái hè? Thím nghĩ nước sốt vịt rồi. Không, nước sốt vịt là nước sốt này. Cái nước sốt này đây, chắc. Đây. Đúng không? Ăn chung với tổ chim mà. Dạ. Đúng rồi. Đúng không? Rồi, đó, bậy không? Ăn cái gì á? Ăn kem nữa hả? This is not real one. Cái này không phải là kem thiệt, cái này kem giả. Mình lấy mấy cái chén để ấy nước sốt không ba? Để con Dung lấy. Con đồ nó lâu năm quá. Rồi, Dung tự nhiên lên Dung. Em múc lên nước cho Dung. Rồi, vô kìa. Cô, cái này là cái sốt cho cái món này nè. Rất là đúng rồi, quên. Này con này chấm với nước gì? Cái chấm nào ạ? Nước này là chén. Đây. Dịch. Nó dịch đó. Rồi giấy nè. Giấy con nè. Chiều. Giấy bà xã để dưới này. Đây bữa nay chạy tham gia cuộc bữa ăn chia tay luôn ha. Rồi xin mời tất cả mọi người nha. Rồi, thank you Dũng nha. Đi
cho miếng nước kia, tự nhiên đi Dũng ơi. Nước nào, nước lỏng lỏng. Cái này chấm cái gì vậy? Này chấm với lại vịt quay. Quay. Ok. Bây giờ mới nước lỏng lỏng này chấm gì? Chấm lên lớn đi cho chúng cái lỏng lỏng này chú chấm gì kìa. Rồi xin mời hết đại gia đình của Bảo Ngọc nha. Mấy muỗng luôn con, đây đây muỗng tương tương. Chấm cho ngon quá ngon. Quay. Lâu quá con không ăn rồi mà. Cái này đâu ra? Việt Nam đã cho heo ăn không? Mình thấy là mình sợ luôn không? Bây giờ mắt thấy mẹ luôn. Vậy lại ăn nó tốt cho đường ruột luôn. Đúng không? Trời, đau ra dữ rồi, bụng đầu ăn trời. Rồi, ok, rồi nha, không cho ăn nữa nha. Ok, có lý mời đại gia đình. Nói chung là cũng cảm ơn chú Thiếm cho tuần nay đã bỏ thời gian, con biết là công việc rất là bận rộn nhưng mà cũng qua để phụ giúp con trong hoàn thiện cái căn nhà của con hơn, chứ thật sự mình con cũng làm không nổi. Có gì đâu chú cháu, mình nhà hết. Anh Dũng ha, hy sinh cho con cháu đâu có gì, mấy cái đó không có. Con ví dụ một cái ngon ngon á, cái gì á, con không biết được việc cá lưỡi châu. Cá ly châu bự à, cá này có bự luôn. Cái này cái trứng của nó kìa chứ Dũng nè. Trứng á. Má khi open up for me mom. Ừ, đúng chà bá, Việt Nam mình. Mình như cá đại dương, nó ít câu á. Open up for me. Má khi open up for me mom. Con không ăn gì con, cứ ăn kẹo gì con. Mẹ mở con. Nó nói này đâu phải kẹo ra ngoài đây là bánh. Ừ. Rồi chú Thanh Kiều con nha. Dạ. Nay đại chú đồ ăn ngon quá. Chú qua chú Thiến Thanh Kiều luôn. Còn chú Dũng thường xuyên không có Thanh Kiều. Dạ chú Dũng ăn. Nhà nào cũng có Ngọc Thanh Đã. Cái này là cơm như các bạn nào. Cơm như các bạn á. Chú Dũng bên Việt Nam mình á. Nó làm trong cái thố không con? Không. Cơm chiên cá mặn nó làm mà bằng cá sủ á, cá khô sủ á. Để quên lấy muỗng ha. Muỗng đó ăn kìa. Ăn muỗng kia ăn cơm á chứ. Thì ăn vô lấy thôi. Biết rồi, hỏi cho để cho lấy cho chú Dũng. Lấy muỗng cho Dũng đi nha. It's blowing way you have. Cơm chiên cá mặn sao có. Rồi, cơm chiên cá mặn sao có. Thế chào cô chú chưa? Không, chưa. Ở dưới mình có bán cá khô được không? Dạ có. Mình phải ăn khô có đồ xẻ, có cá tiệm. Có. Nhà ở trong thịt lắm. Dạ. Nhà kiểu cũng từng ăn chữ không lần. Mà có mình tôi ăn, tôi bỏ cái giò ra, cái chân giò ra, tôi hầm. Chú ăn hai ba ngày luôn. Nó có cái chân giò. Chân giò nó hai cái đó thôi. Ừ. So much. Vô lấy mẹ miếng chai nước nha. Lấy ngoại chai luôn nha, hai chai. Biết hai chai là nhiêu, lấy ra đúng rồi, chính xác là không phải. Lấy đúng hai chai nước mày ra đây mày thử. Okay. Ok là bà. Ok mà để coi. Đây đúng không? Đây đúng rồi, đây đi con thử cái này. Giảm ý rồi biết nó chạy. Nó chạy hỏng lên. Chị biết mà. Ở đây mình bay giờ bánh mấy tiếng hồ à? Mình bay giờ bánh 3 tiếng nó mấy anh? Dạ. Mình ăn ở đây thấy đâu còn có không? Dạ. 3 tiếng máy bay thì sẽ có ngày. Ở trên mình đi đâu mình bắt đầu mình chung lắm, mình đi xe chung lắm, tới chừng mình về mới quả. Ừ. Giờ chạy buồn ngủ luôn, thở mệt cái mạng. Đi thì ok. Mình bây giờ lớn tuổi rồi, xe hàng ghế 5-6 tiếng được, cái chạy mình mấy hai tiếng chạy nổi. 20 tiếng xài xa quá. Ừ. Đi miệt mài. Ừ, thịt ngon chứ Dũng à. Ăn thử thì chỉnh chứ Dũng.
Thịnh Vịnh này nè, chắc kế bên cái tiệm mà chú Dũng nói mà thấy siêu bò khoan á. Hả? Sao vậy? Giặt ta thôi chứ chi đâu khó khăn vậy? Nặng mà nóng quá người. Bên nặng nó nóng lắm. Sáng giờ uống biết bao nhiêu nước không? Không vậy, nó ở Louisiana nó có là mực trứng ha. Mực trứng không à? Mà về riêng Việt Nam mình đi cũng có. Có chứ? Nhà mình nuôi luôn hả? Mình nuôi luôn hả? Giống luôn hả? Không có tự một mình lấy ăn nghe chưa? Phải xin ý kiến của mẹ nghe không? Mùi mà. Hả? Mùi mà. Insuao kìa. Này ngon. Ngon chút, ngon chút. Ngon. Ba. You almost push me mà. Thôi xin lỗi con. Được rồi, khá không ngon. Một chi giòn. Một chi giòn. Nãy giờ ai nhìn quay em vậy? Chưa giờ mới ăn hả? Ai ngon á. Cái nhìn quay kia nó mặn hơn. Nên là cái này ăn cái kia không sợ nó cao máu. Cái này nó đỡ mặn nè. Nhưng mà ăn này thì tiểu đường. Ngọt quá. Strawberry hả? Chút nữa mày chạy đi chợ mày mua strawberry cho con nha. Ba con ngộ qua bỏ vụ nhà cửa tao chưa? Hungry mà con. Ba con có cái bình lo ba con phải ra. Được không? Thấy dịch bay này được không? Nó không có mặn giống như con kia. Thì đó, ăn con kia mặn thì cao máu, còn ăn con này ngọt thì tiểu đường. Khó tay. Nói giỡn chứ không phải là nó ngọt hơn tiểu bánh. Kìa. Ai sới? Rồi đúng dịp luôn. Đúng dịp kêu luôn đi luôn. Mời dẫn chơi đi thiệt đi hả? Mà được chơi. Đi đâu bên đây nè, ngồi đây bên nè. Vô đây nè. Ngồi lấy bình đi. Vô thấy ngồi bình đi. Ngồi lấy bình. Một cái gói nhiều hơn. Hello cả nhà. Mới đi làm về cười chợ. Mày cứ bay tao xuống là giải quyết kiểu này không? Tao giao cho mày kiểu mày đó. Còn tao xử lý hết cái nhà đó. Sáng rồi cho tao mướn hai đen cho đi chơi gì trên mỗi cổ quá bỏ chạy vậy. Cái gì? Sơn trong nóc đó. Ủa sơn rồi hả? À? Rồi, sáng làm. Ủa mà danh cái chén có đuổi ra. Đây. Có. Lấy liền rồi nha. Đúng vô nhà, thôi tao sơn nữa rồi. Hello. Thôi nay nghỉ sớm bữa đi, nay nghỉ sớm chơi với chú Bình bữa chứ không. Ừ, nhiên rồi đó, thì lúc mai về. 6 giờ em đóng cửa. 6 giờ nó cửa hả? Được, tại nhiều em. Đến 2 giờ. Em đi cơm đi. Sáng này á, em gọi em hỏi chú Bình ơi, tối nay ăn dân có qua không? Để con biết mua đồ ăn nhiều. Có được rồi. Nhưng mà cũng mua quá nhiều luôn. Làm miếng cơm đi. Vô cái này nó ngon. Vô nguyên một phòng. Cái này ngon tất cả. Quả hai này em ngồi chuyện mua quá tới nửa đêm. Ừ, hai đêm ngồi tâm sự. Tới 2 giờ sáng luôn. À, được chưa, có tình nét lại chưa? Chưa. Thôi cửa không được. Mai mới ra. Mai tụi nó mới tới. Mà cũng hơi là em nhớ là mình không cắt dây đỏ. Cắt dây đỏ là không được. Trời, tại tao thấy dây đỏ là không có cắt. Tao, tại tao thấy. Con biết sao chú cắt không? Con biết sao chú cắt không? Tại chú thấy có cái dây cái bồ. Cái dây cái bồ dính chung của tao cắt. Anh cắt dây xong rồi anh còn vô anh khen kéo tao bán đi. Không khen kéo bán không biết gì. Mẹ, nhổ điện thoại chết mẹ. Giữa bạn về Ngọc vô nó. Ủa sao mà internet không có? Rồi xong. Không phải cái lúc mà chú Dũng cắt cái lúc mà mấy người kia tới khiên đồ á. Đúng rồi. Tự nhiên cái tới cũng có tự nhiên điện thoại con sao tự nhiên cái mạng nó rớt biết luôn. Ủa nó ủa cái gì đấy ta, nó không báo hoài luôn. Không biết luôn, tôi nói chứ để chút gỡ ra găm lại cuối cùng không được luôn mà mới biết. Anh sao quýt anh luôn. Rồi vô thằng nó mày muốn kéo để đâu mày bén kìa. Còn muốn kéo đâu bén dữ. Cắt một cái một đứt mình. Cắt một cái đứt cái trọn dây cá ngoài mai luôn. Mấy muỗng này ăn, muỗng múc cơm đỡ. Ủa mà trong nhà mình cho mình không thấy cái nó đi internet đi đó. Chỉ có từ cái khu vực chơi bộ đi với là thôi. Đúng đó, không nói rồi. Trên cao đi xuống. Trên cao đi xuống. Rồi. Trên cao lâu rồi. Nên mình mới nghĩ là dây đó là dây cái bộ cắt mẹ gì mà để nó móng tụi nó vô lại với móng. Nói được danh rồi. Cắt cảnh sát luôn nha, cắt sát bà Tường luôn nha. Ngày mai nó không biết sao nói luôn á. Nói được. Để mình lôi được. Mai 10 giờ tới 12 giờ nó tới.
chú ra quên thử kéo bán. Ừ, kéo bán quá, mà kéo bán quá. Mua đâu để ta đi mua cá. Mai tới mà hỏi ai cắt thì nói mình cắt cỏ cắt. Đừng nói với Dũng, nói với Dũng là bắt đầy với Dũng. Nó cắt cỏ nó cắt. Nó tạo lên nhỏ nhỏ cho nó giúp. Nó mới giúp đầu. Cái gì đâu. Dây nó cũng quá với lòng thòng. Lâm ra giống. Quấn này hơn dây rồi. Nó chặt chỗ một sơn dưới. Không có ai cho nó hết chặt út đấy nè. Dạ đúng rồi, sao con đóng đã lắm rồi. Chê gì? Chê gì? Chặt chú. Ngon. Trời ơi, thường quá. Áo. Áo. Áo gì cơ? Nhỏ đỡ đâu luôn. Em ngồi ở siêu gặp hoa. Nghĩ sao tao đỡ tao đỡ. Bê bê bê. Siêu bà Phan đang điểm sắm cũng không nè. Ngày hai tiếng cháu điểm sắm không chậm. Mami. Này gì đây? Cái này là tổ tổ chim. Cái này là khoai môn mà nó gì đó. Mami. Tháo xin bớt sầu mì mì. Còn cái này game này khó quá. Bình chỗ ăn này ngon bình. Bột tải ăn không phải vừa ăn vừa ăn ổn rồi. Ok chị. Hai bông luôn. Mẹ không biết red bone đâu, muốn red bone thì mình dưới điện thoại màu đỏ, con dưới chú thì chú sẽ dưới điện thoại màu đỏ. Thất miên luôn á. Em nghĩ là thất miên nè. Con này quá trời người gọi mẹ luôn nè. Chú gọi mẹ quá trời. Anh Danh này là giống như là một ca sĩ local. Ca sĩ local có nghĩa là một người mà hát nhạc được ở cái địa phương mà cái thành phố mà giống như chỗ nào có nhiều người tỉnh vậy đó, người Việt các bạn bè. Ví dụ như thành phố Đà Nẵng thì có ca sĩ của Đà Nẵng mời ca sĩ về hát để cho mấy cái người Việt mình sống ở trong đây nè. Đúng rồi. Bầu xô đó. Dạ, ừ đúng rồi đâu. Mới mốt là anh sẽ mời gặp đi hát nếu mà hứa là nha. Đợi rơi, mình kêu Ngọc đi hát đợi rơi. Chú là mưa rơi, ngon lại lên. Mưa rơi. Tao nói đi hát một bản mình trả nhiêu. Dám trả nhiêu được. Thì anh ra giá đi chứ. Tình như chút nữa. Hai chú cháu lên. Hai chú cháu tao lên xong ca. Phải có Ngọc tao mới hát à? Chơi giúp em mất rồi ha. Ngon chú hai chú cháu. Mẹ ơi, cái nuôi dưỡng nhỏ. Mẹ ơi, cái nuôi dưỡng nhỏ. Nó lớn lên chứ. Nhỏ lắm. Ngày xưa lúc mà Ngọc mới đi qua đây, anh qua du học vài năm đó. Cái chú em kia bầu show bên Chigo anh đó. Mời Ngọc đi hát. Mời Ngọc đi hát thì chú đó. Lúc đó còn mới 19 tuổi chứ 20 chứ hả? Lúc đó Ngọc mới 19 tuổi, nhỏ xíu rồi. Mà chân ướt chân ráo mới qua Mỹ nè. Thì sau khi đi dựng nhạc đi hát xong xuôi này kia nọ thì vấn đề về tiền xô, tiền cách xây đó thì anh cũng có hỏi tới. Thì chú kia mới trả cho Ngọc mình đó là 400 đồng một đêm. Hai bản anh ơi. Hai ba bản gì đó. Trả cho Ngọc 400 mà đối với Ngọc này mà đó là nghe nói 400 đồng là nó lớn lắm. Đúng không? Mới qua ở bên Chigo đó. Mới qua mà chưa có tiền có đồ gì nữa hết, còn học sinh mà nghe 400 mừng quá, nghe 400 một đêm mừng quá. Rồi bắt đầu cái cháu mình nó đi hát, nó lên sân khấu thì mình phải đi sắm áo quần giày dép cho con cháu chứ. Tôi sắm hết 600 đồng tiền áo quần lộn chưa nữa, lộn chú đi theo ủng hộ con cháu lên trên đó phải ngồi để bạn bè dẫn bạn bè theo rồi bia bột tất cả các thứ nữa. Ông chú nó trong đêm nó trả thêm 400 đô đâu có tiền đâu nữa. Rồi cuối cùng cháu hát chú lỗ 600. Về cười cười chết nó đằng sau hát đâu chú nó không không đâu đâu. Hát kiểu này là lỗ. Lỗ. Lên sân khấu phải sắm đồ đẹp. Giày đẹp. Đồ phụ kiện nào là dây nhợ đồ này kia nọ các thứ đó em. Tài lắc. Rồi bung tay lắc.
hai chú cháu bụng cười chết luôn. Ngọc cũng vậy, lỗ dữ vậy hả chú? Thôi con hát lần cho vui thôi. Chú Bình lâu lâu cháu không hát, ông mời quá trời bạn bè của ông luôn. Cháu mình hát mình phải kêu theo ủng hộ chứ, làm cho cả bàn luôn. Kỷ niệm coi ha. Cái bữa đó là hát chung với Hồ Quang Hiếu. Nói chung, đúng à, hát chung với Hồ Quang Hiếu. Thì mình quen anh Hồ Quang Hiếu là bà nhà cái đó đó. Chú biết rồi, chủ yếu là vui thôi. À. Vui thôi. Thử còn sao thôi. Rồi tiếp tục với đứa đó thôi, chú dẫn Ngọc qua bên California để thi chương trình Paris by Night The Voice đi. Tôi nói lỗ nữa. Chắc luôn thôi. Quen vui lắm. Ừ. Cháu, lo học hành đi cháu con. Cháu đi hát mà chú thím là chạy theo. Này nên thi rồi. Cái gì? Giống như người gì? Người bảo hộ. Người bảo hộ vậy. Ai kêu đi đâu? Không, no, không có cho nó chịu. Không, mỗi đời nó còn chết nó đi chung con. Hai chị em dắt nhau lột tổn, lột tổn. Dành dành cũng đi thi rồi. Dạ, mà nó nói hôn có giọng mà gì không có đứa. Cái gì cũng có gì. Ta đi thi, cái giọng không có giá. Ta đi thi, chú ý là hát hay dở thôi. Đúng rồi. Giọng không có. Mình ý là đánh giá là anh có giọng hát nhưng mà cái ngoại hình không có tốt hả? Làm được vô cái đó kỳ thị, cái đó là bậy. Người Mỹ không có chuyện đó nha. Thấy ông nhiều thằng nhiều thằng sao ốm lé ở nhà hát. Trời ơi, xin anh ngộ hát được nữa. Người ta thưởng thức cái giọng ca của anh, như là vậy là lấy nó mà thưởng thức ngoại hình đó. Là người đó là giọng ca vàng, giọng ca vàng. Giọng ca vàng anh năm ấy. Hai lẻ tám, hai lẻ chín. Là ngồi hình anh tốt mà. Hát em hát hay mà cái dòng ngoại hình không tốt hả? 185 hả anh? Yeah. Nói là em hát hay mà ngoại hình hoài, ngoại hình em không có. Con thấy như mấy cô ca sĩ Mỹ đen không? Tướng to, con thấy không? Mà tại sao mà hát là người ta coi gì như vậy? Mà khen đổ tay đụng được. Bởi vậy, cuộc đời đó là đúng là kỳ thị đó. Bữa nay Ngọc Hương làm đang ngon hả? Con chưa vô? Đi chợ con. Đúng như con thấy không? Cái nằm chiêu ở viên hàng không ở bên Mỹ này đó là bình thường thôi. Tiếp viên hàng không đó, toàn là những người sồn sồn mấy bà già lớn tuổi đi làm tiếp viên không à. Còn ở các nước khác á, mình nói là sợ đụng chạm. Vô phải tỉ lựa, phải là đẹp, phải là khuôn mặt phải đẹp, ngoại hình phải đẹp, mặc áo phải cho đẹp. Tiếng giống như tiếng thi dài vậy đó. Tiếng viên không có Mỹ nhìn đầu cũng chết luôn. Tiếng viên không Mỹ nó bình thường. Nhìn đầu không có làm phục vụ thôi chứ không có gì đâu. Phải làm cần quá đầu luôn. Mama. Đó. What's wrong today? Mình thấy vậy cũng có đúng không cô Phan? Đó, bất cứ ai mà muốn apply đều quan trọng nhất là cái học vấn của anh thôi và cái trình độ giao tiếp của anh thôi. Anh có được qua những cái bài test đó anh có được đậu hay không thôi, ngoại hình nó không quan trọng. Rồi bây giờ không lẽ những người ngoại hình xấu và đồng thời những người xấu người ta ở nhà hết, ta thất nghiệp hết à? Vô lý. Không, anh nghe khác hay chọn khác hay. Em thật sự là em chưa gặp một ai ở ngoài mà hát không hay. Ở trên video thì mình nghe nhiều nhưng mà ở ngoài thật sự á khó, bây giờ Mỹ mình nói chuyện nam nữa. Con xé dần dần những giấy coi. Cái ly mà đi mấy cái ly với nhiều người. Đó. Góc con hát phải nhìn. Có anh no rồi. Cho anh thêm dần. Kể lên. Ăn hết đi dân nhanh nha. Nè, cái này là cố gắng ăn hết luôn chứ Dũng ơi. Bữa giờ ăn một chuyện. Qua nguyên chiến. Dĩa qua làm dĩa cơm. Không, không qua làm dĩa rau phít đúng không? Anh Danh khoái rau phít câu làm đúng chứ Dũng? Em biết ăn lắm. Hôm qua ăn rau phít luôn dĩa. Hôm qua mà ăn gần hết nguyên cái dĩa rau phít đó là ngon lắm á. Rồi ăn vô đây tôi thấy còn cầm dĩa này cho ai à. Còn gần nửa dĩa không? Mày biết coi ra. Coi ra. Có dịp mà. Nhớ nha, có dịp khi nào cũng qua anh đó. Alo cho anh biết. Ok, anh em mình anh cũng may mắn, và em cũng may mắn vì có cái duyên anh em với nhau. Qua đây cảm ơn em, cảm ơn Dũng rất nhiều.
tầm già quanh mấy chục năm nay. Cảm ơn. Nhìn video, tôi, nhìn video, cảm ơn cô Hương xinh xăm xinh xắn. Cảm ơn. Video ai cũng khen xăm, Dũng chưa quá chừng luôn. Khen. Nhưng mà hôm qua anh Dũng biết không? Đó cái đám nhà của anh Đại tôi thịnh soạn bữa tiệc như vậy đó. Thấy không? Vậy đó mà cũng có các em nhỏ chạy vô comment nó chú Bình tới nhà chú Dũng đi hai cái tay không, không đem một chai bia theo. Nói thiệt với các bạn hai anh em ở đây bia uống cả năm không hết. Hả Dũng? Mày không cho mua nữa. Đến nhà anh Dũng nó đi đâu? Không, nó đỡ hôm nay mai kiếm mua rượu mua đồ lại Dũng cái nó không được, ông muốn trước đây mình mua vậy. No. Mà chú ý có tình nghĩa thôi. Cái phép bất tử thì đi đến nhà người khác thì nên bưng đồ, sắp đồ theo. Cái điều đó là mình biết. Nhưng mà tại vì đây là quá thân rồi, anh Dũng cũng không cho, rồi bà chị cũng không cho, thành ra mình không có ghé mua đồ. Rồi với lại thứ hai nữa lụm thùng năm nay được xưng là ổng hối chạy như vậy. Dạ, nó mang được cái xác tới là mừng rồi. Ăn uống là bao nhiêu? Đi rất là nhiều chỗ rồi, đó là về ghé qua vô anh Dũng luôn. Thành ra thật sự mà nói là không có thời gian. Chứ còn mình không có tiếc gì mấy cái thùng bia. Dạ, mình không phải là không có biết lịch sự đâu nha các bạn. Với người nhà không nữa. Uống ăn thì làm sao cho hết. Ở đây là ăn giùm là cảm ơn rồi. Nói đi chứ, ví dụ ăn giùm hết giùm con. Ăn giùm. Rồi, video cũng tạm ngưng đây được rồi con hả? Dạ, để mình ăn uống đồ này kia tâm sự thêm, dạ. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Rồi, mời mọi người tiếp tục theo dõi. Anh Bình chị Phượng về nhà bình yên. Dạ rồi. Ơi xin chào. Chào mọi người. Bye. Mọi người tiếp tục theo dõi những video clip tiếp theo nha. Bye bye. Chị đó bye bye. Có miếng bye bye để mình đưa cái mặt nó vô.